Hello, xin chào các bạn. Nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một con cua rất là to này. Hãy cùng bắt tay vào tô của mình nha. Mình sẽ tô màu cam trước này. Đây giống như là những cái san hô ở dưới biển đó, nhìn trông màu xanh nha các bạn. Okay.
là chúng mình các bạn đã sống với Trang ngày hôm nay rồi đây. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về với Trang này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình đấy nhá. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.